Vào khung giờ này, bật TV lên đón xem bản tin 365 ngày chuyển động mỗi ngày. Và chúng tôi hy vọng đây là một thói quen để bà con mình cùng với chương trình cập nhật nhanh những thông tin nông nghiệp đầy hữu ích. Ngày hôm nay, bên cạnh thông tin thị trường nông nghiệp với các mặt hàng nông sản biến động, thì chúng tôi sẽ còn giới thiệu thêm với bà con vẻ đẹp quan dại nhưng mà không kém phần thi vị của hoa dã quỳ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin trong bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Đến miền Tây ngắm bông súng tím Đà Lạt trồng ở các mương liếc, vừa đẹp vừa mang lại thu nhập cho nông dân Hậu Giang. Cần Thơ đang thu hoạch cá ruộng mùa nước nổi, mô hình làm ăn hiệu quả thay lúa vụ ba của nông dân miền Tây. Lâm Đồng chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Ngành chức năng lưu ý khi trồng cây che bóng và để cỏ dại trong vườn cà phê, nên hay không nên, nhiều bà con nhà vườn vẫn đang thắc mắc. Mời xem thông tin cụ thể sau ít phút nữa. Kính thưa bà con và quý khán giả, vừa mang một nét duyên, bông súng tím hay còn gọi là bông súng Đà Lạt còn đang giúp cho nông dân miền Tây có thu nhập khá, nhất là vào mùa nước nổi thì bông súng tím càng phát huy lợi thế là cây thủy sinh thích nghi tốt, sống dương dài theo con nước nổi. Đó cũng chính là đặc điểm nổi bật của cây bông súng này. Nước càng sâu thì còn bông súng càng dài. Hiện một số hộ dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tận dụng diện tích trồng cây ăn trái bên trên, phía dưới mương thì trồng thêm bông súng tím kiếm thêm thu nhập. Đây là mô hình do nông dân tự thực hiện nhằm tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Theo bà con nông dân, từ lúc trồng và thu hoạch bông súng kéo dài khoảng 6 tháng. Đến khi thu hoạch xong, nông dân sẽ dọn dẹp, xử lý mương rồi trồng mới. Giá bán bông súng khoảng 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Theo người dân có kinh nghiệm ở Phụng Hiệp, bông súng sinh trưởng ngoài tự nhiên sẽ không tươi tốt và nhiều bông như là bông súng được trồng và chăm sóc. Trồng bông súng là kiểu lấy ngắn nuôi dài của người nông dân. Thu hoạch cá ruộng cũng là một cái nét duyên đẹp ở miền Tây. Đây là mô hình làm ăn khá là hiệu quả đối với những nông dân ở hạ lưu trong mùa nước nổi. Bởi vì cá tôm về ít hơn so với vùng đầu nguồn sông Cửu Long, cho nên bà con đã tận dụng con nước lên thả cá xuống nuôi. Nước cạn thì cá cũng lớn, lúc này thu hoạch bán, nếu mà cá nhỏ thì giữ lại ở trong mương ao nuôi tiếp chờ đến Tết. Một vụ nuôi nếu như mà trúng mùa trúng giá cũng kiếm được vài chục triệu. Thời gian chỉ từ 2 cho đến 3 tháng nuôi mà thôi. Và hiện nay thì nhiều nông dân ở huyện Thới Lai và Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ đang tranh thủ thu hoạch cá nuôi ruộng để chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân 2018-2019. Nuôi cá mùa này, người nuôi không tốn tiền thức ăn hay là công chăm sóc mà cá vẫn lớn khỏe. Năm nay, nhờ mực nước lên cao, môi trường thoáng đãng, yên tĩnh nên cá lớn rất nhanh và ít hao hụt. Năng suất trung bình là từ 900kg đến 1 tấn 2 cá cho 1 hecta. Trừ hết các khoản chi phí còn lời từ 10 đến 12 triệu đồng 1 hecta một vụ. Tức bình quân, một công ruộng, người nuôi cá có lời từ 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn đồng một công, khỏe hơn sản xuất lúa vụ 3. Theo Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ cho biết, hiện toàn thành phố có khoảng 20.000 hecta thực hiện nuôi cá ruộng trong mùa nước nổi, tăng khoảng 5.000 hecta so với năm 2016. Theo kinh nghiệm của nhiều người nuôi cá ruộng, vụ sau sẽ giảm được lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật từ 15 đến 20%. Đặc biệt, lúa cho năng suất cao hơn khoảng 1 tấn 1 hecta so với ruộng canh tác lúa 3 vụ 1 năm. Hiện thương lái đến tận ruộng nông dân mua cá chép giá từ 15.000 đến 16.000 đồng một ký, còn cá mè qua giá 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Cá nuôi ruộng được thương lái tại địa phương đến thu mua rồi chuyển đi bán cho các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thường nghe cụm từ ngon từ thịt, ngọt từ xương, đúng không ạ? Tại tỉnh Đồng Nai, mô hình chăn nuôi gà thảo mộc không cần sử dụng kháng sinh cho thịt và trứng ngon hơn gà thông thường đã được ra đời. Và tôi nghĩ thì nó đúng trong trường hợp này, phải không Tuấn Anh? Tôi thì cũng đồng ý như vậy. Một món ăn mà vừa giàu dinh dưỡng, vừa ngon thì sẽ bảo vệ sức khỏe tốt cho chúng ta, đúng không thưa bà con? Chăn nuôi theo hướng thảo mộc cho ăn hữu cơ đã không còn mới lạ. Nhưng mà để chuyển đổi tư duy nuôi theo hình thức này thì nông dân đã có sự nhận thức rất là tốt về thị trường nông nghiệp hiện nay. Và ngay sau đây thì Ngọc Mai và Tuấn Anh xin được mời quý bà con và quý khán giả theo dõi thông tin cụ thể từ mô hình nuôi gà thảo mộc tại tỉnh Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi ở phía Nam. Trang trại có quy mô 10.000 con gà của bà Cao Thị Ten ở Đồng Nai không phải dùng đến kháng sinh định kỳ, vaccine hàng tháng.
trang trại đã dùng 10 loại thảo mộc kết hợp với công thức cám để cho ra loại gà mới, đó là gà thảo mộc. Do đó khi xuất bán, thịt gà không bị tồn dư kháng sinh. Hiện nay trang trại đã tự gieo trồng 4 loại thảo dược gồm gừng, nghệ, húng quế, hương thảo. Sắp tới thì trang trại sẽ có 2.000 trứng gà thảo mộc một ngày được sản xuất. Theo chủ trang trại, một chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách cân đối tỷ lệ các loại thảo mộc với những nguyên liệu như bắp, đậu nành, cám gạo sẽ quyết định chất lượng của thịt và trứng gà. Theo nghiên cứu của Đại học Oxford tại Việt Nam, hơn 52% thịt có khuẩn Salmonella đa kháng thuốc, nghĩa là kháng ít nhất 3 nhóm kháng sinh. Những kháng sinh từ thức ăn chăn nuôi chưa thải hết sẽ lây nhiễm sang người ăn. Do đó, người tiêu dùng cũng có nguy cơ bị kháng kháng sinh khi dùng thực phẩm này. Liên quan đến vấn đề sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch, an toàn, thì mới đây tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn đồng bằng sông Cửu Long với 4 tỉnh vùng tứ giác Long Xuyên, bao gồm tỉnh Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Tại hội chợ có gần 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là của 4 tỉnh vùng tứ giác Long Xuyên. Mục đích của hội chợ là kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch. Sản phẩm giới thiệu tại hội chợ gồm sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, giống cây trồng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sinh vật cảnh, các sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản là đặc sản các vùng miền. Mong muốn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang chúng tôi là làm thế nào là tích cực hơn nữa để tạo ra hình thành ra những cái vùng nguyên liệu đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội chợ này còn diễn ra các hoạt động như hội thảo liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông sản an toàn, tọa đàm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa, tổ chức cho nông dân tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm sản xuất. Công tác chăm sóc bảo vệ vật nuôi được tỉnh Lâm Đồng chú trọng. Đến thời điểm này, công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất. Theo đó, thì 72.230 con trâu bò được tiêm vaccine tụ huyết trùng, đạt trên 83% so với diện tích tiêm và gần 70% so với tổng đàn. Vaccine 3 bệnh đỏ trên heo tiêm được gần 170.000 con, đạt 83,2% so với diện tiêm và gần 75% so với tổng đàn. Vaccine cúm gia cầm tiêm được gần 162.000 con, đạt tỷ lệ 91,4% so với diện tiêm và gần 78% so với tổng đàn. Hiện nay, đợt tiêm phòng đợt 2 năm 2018 đang được ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai. Ngọc Mai nè, khi mà nhắc đến tỉnh Lâm Đồng thì Ngọc Mai ấn tượng nhất điều gì? Nói đến tỉnh Lâm Đồng thì có rất là nhiều điều làm cho Ngọc Mai ấn tượng. Ví dụ như là không khí, khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ. Có những đồi thông treo, rồi những cánh đồng hoa bạc ngàn và những vườn dâu nữa. Nói chung là ở Lâm Đồng hay là ở Đà Lạt thì nó có rất là nhiều điều làm cho Ngọc Mai cảm thấy nhớ và thương nơi này. Đúng rồi. Chính những điều mà Ngọc Mai vừa kể đây đã giúp cho Đà Lạt, Lâm Đồng níu chân biết bao nhiêu là du khách. Và một lát nữa tôi sẽ bật mí thêm cho Ngọc Mai cũng như là bà con một vài hình ảnh biểu trưng khá là thú vị ở Đà Lạt. Còn bây giờ là thông tin liên quan đến việc chăm sóc cây cà phê của nhà vườn. Bà con đang rất kiên trì thăm canh cây cà phê, một loại cây tỷ đô. Nhưng mà việc chăm sóc cây cà phê cũng là chuyện không phải tai ngang mà biết được. Nhiều bà con vẫn đang còn phân vân chưa rõ. Nếu mà vườn cà phê trồng cây che bóng mát hoặc là để cỏ tạo bóng mát cho vườn như một số nhà vườn chia sẻ thì không biết có tốt hay không. Phóng viên chương trình sẽ giúp chúng ta, đặc biệt là những nhà vườn nào đang còn thắc mắc rõ hơn về điều này. Bà con và các bạn thân mến, việc sử dụng cây che bóng ở trong vườn cà phê mặc dù là đã được các ngành chức năng khuyến cáo rất nhiều, nhưng không phải bà con nông dân nào cũng thực hiện đúng theo khuyến cáo, cũng như là việc để cỏ ở trong vườn cà phê thì hiện nay đang là một trong những vấn đề tranh cãi giữa nên hay không nên, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ngành chức năng nhé. Vâng, xin chào kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Hiện nay thì đối với cây cà phê, việc che bóng rất là cần thiết. Anh có những cái khuyến cáo nào đối với bà con nông dân với xu hướng phát triển hiện nay và việc canh tác theo xu hướng bền vững hiện nay, thì theo kỹ sư việc để lại cỏ có nên hay không, và chúng ta nên áp dụng điều này như thế nào cho phù hợp với thực tế của tỉnh Lâm Đồng? Cái bề mặt đất cũng như là cái chất trả lại cái đất chất hữu cơ cho đất, nên cái biện pháp này thì cũng được các cái đơn vị chuyên môn cũng như các cái viện đã được nghiên cứu và trong nước và trên thế giới được nghiên cứu và có hiệu quả rất là lâu. Do đó bà con nông dân cần phải áp dụng cái biện pháp là bổ sung cái nguồn hữu cơ, đặc biệt là phân xanh, rồi cũng như là trồng những cây họ đậu để là phân giải những cái
cái vi sinh vật có lợi ở trong đất, đặc biệt là đạm và lân ở trong đất. Đó là cái một số cái khuyến cáo. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên là tùy theo cái điều kiện mà chúng ta có thể là sử dụng cái biện pháp là phá cỏ đối với những cái vườn mà đã chủ động được công. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta mới sử dụng một số biện pháp là cơ giới hóa khác, đặc biệt là cày xới. Tùy theo cái áp lực cỏ cũng như cái địa hình trên vườn cà phê mà chúng ta có thể là quản lý cỏ dại qua các đợt bón phân, đặc biệt là trước và sau cái bón phân là khoảng một tuần thì chúng ta phải quản lý cỏ dại để mà tránh cái hiện tượng là cạnh tranh, đặc biệt là sau khi chúng ta bón phân xong, nếu chúng ta không quản lý được cỏ dại mà chúng ta để cái thời gian quá dài thì cỏ dại sẽ hấp thụ hết cái dinh dưỡng đi, và cái dinh dưỡng mà cung cấp cho cà phê thì không kịp thời, do đó nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ quản lý thì chúng ta sẽ trả lại cái chất hữu cơ lại cho cây cà phê hấp thụ, do đó thì cái việc mà cái dinh dưỡng mà chúng ta bổ sung thì cái việc mà kịp thời của cây cà phê là giai đoạn này là không đủ, do đó chúng ta cũng phải cân nhắc giữa cái việc mà quản lý cái thời gian mà quản lý cỏ dại trên vườn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Như đã hẹn khi nãy thì bây giờ Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Mai cũng như là bà con và quý khán giả các vùng miền một lần nữa ngắm nhìn những bông hoa dã quỳ cực kỳ đẹp, rạng rực cả một nền trời ở Đà Lạt. Và Đà Lạt luôn nổi tiếng với các loại hoa, mùa nào thì hoa nấy nở rực rỡ khắp cả thành phố. Hàng năm thì vào khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 12, khách du lịch khắp nơi lại nô nức tìm đến thành phố ngàn hoa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những bụi hoa dã quỳ. Và Ngọc Mai đang rất sẵn sàng, ngay sau đây thì xin mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Nhắc đến hoa dã quỳ, người ta nhớ ngay đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt, nơi du khách có thể hòa mình vào sắc vàng rực rỡ, trải dài trên khắp các con đường nơi đây. Đối với những người dân Đà Lạt, dã quỳ không chỉ là loài hoa báo hiệu sự kết thúc của những mùa mưa, mà khi sắc vàng ấy bắt đầu nhen nhúm, cũng là lúc du khách ở trong và ngoài nước lại ghé đến nơi đây. Dù không có kích thước lớn như là hoa hướng dương, nhưng những bông hoa nhỏ bé ấy khi nở rộ lại khiến nơi đây trở thành một tấm thảm vàng rực rỡ. Đặc biệt, hoa dã quỳ vàng không cần con người nuôi trồng hay chăm sóc, mà chúng mọc dại ven đường, rực rỡ khoe sắc. Vào mùa hoa dã quỳ, đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp loài hoa này. Một trong số đó là hai bên cao tốc Liên Khương ở ngoại thành. Ở khu vực này, người dân địa phương trồng nhiều loại hoa và rau củ, tạo điều kiện cho hoa dã quỳ sinh trưởng xen kẽ, tạo thành cánh đồng hoa rực rỡ nhất nhì Đà Lạt. Theo nhiều du khách trẻ cho biết, thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh hoa dã quỳ là từ 9 đến 10 giờ sáng, hoặc là khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều, khi nắng vừa lên, hoa có màu vàng ươm, không quá gắt. Xem xong những hình ảnh của hoa dã quỳ rất là đẹp, thì Ngọc Mai lại càng thêm yêu Đà Lạt và yêu Lâm Đồng. Ẩn sau những rạng thông là những ngôi nhà trên các sườn đồi, hoa dã quỳ mọc dại nhưng lại bừng sáng cả một màu vàng đầy sức tươi mới. Và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã thay lời chào tạm biệt của bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.